Ngày hôm nay thì Chí Cảnh sẽ làm clip này để chia sẻ về cái kinh nghiệm niềng răng ha. Thì mọi người cũng biết rằng để có một cái hàm răng đều đặn giống như hiện tại bây giờ nè, là Chí Cảnh phải bỏ ra 6 năm niềng răng và đã có 3 lần bị thất bại đó mọi người ha. Cho nên ngày hôm nay thì Chí Cảnh sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm cũng như là cái quá trình mà Chí Cảnh đã trải qua để cho mọi người khi mà có muốn quyết định đi niềng răng hoặc là cho con em của mình đi niềng răng hay không á, thì mọi người có thể tham khảo cái video này ha, hoặc có thể share để cho những cái đứa trẻ mà nó đang có ý định đi niềng răng á thì nó có thể tham khảo ha. Đầu tiên thì ai nên đi niềng răng? Đó là những cái người mà có một cái hàm răng nó bị lệch lạc á, có nghĩa là cây trong cây ngoài nó không có đều đó mọi người. Cái thứ hai nữa là những người bị hô răng đó, những người mà bị răng nó bị hô ra đó, mà hô do răng chứ không phải là hô do hàm nha, thì mình có thể niềng răng và niềng răng nó có thể cải thiện được cái tình trạng hô. Và cái câu hỏi đầu tiên mà những cái người mà đang có ý định đi niềng răng hay hỏi đó là niềng răng có đau không? Thì thông thường một số nha sĩ hoặc là những cái người mà trung tâm mà chỗ mà bác sĩ rồi này nọ đó thì người ta sẽ trả lời là niềng răng không có đau. Nhưng mà theo cái sự trải nghiệm của Chí Cảnh á thì Chí Cảnh thấy là niềng răng có đau, đau nha mấy má, có đau nha. Tuy nhiên thì cái mức độ đau nhiều đau ít nó còn phụ thuộc vào cái cơ địa của mỗi người, và cho nên những người nào nói niềng răng không đau chút nào là nói xạo đó nha. Niềng răng là có đau, tuy nhiên đau ở trong cái mức độ chịu đựng được chứ nó không phải là đau giống như đau đẻ nha. Cho nên là mọi người cứ yên tâm rằng là sẽ đau nhưng mà đau ở mức độ chấp nhận được chứ nó không có phải gì mà bị quá lố hết trơn á. Tiếp theo thì người ta hay hỏi rằng niềng răng có phải nhổ răng hay không, thì thông thường khoảng 90% ca niềng răng là phải nhổ răng. Tại vì nhổ răng để mà mình có cái khoảng trống á, để mình mới sắp xếp răng lại. Tại vì bình thường những cái người niềng răng thì răng có thể là bị dư đó mọi người. Thì cái số lượng răng cần phải nhổ tùy thuộc vào mỗi người, tùy thuộc vào mỗi ca. Nhưng mà nó trung bình khoảng 4 cây nha. Đối với cái trường hợp của Chí Cảnh là nhổ 8 cây đó, có nghĩa là 4 cây trên và 4 cây dưới. Và tiếp tục khi mà nói tới cái vấn đề nhổ răng thì người ta hãy hỏi rằng đó là nhổ răng có đau không? Thì theo Chí Cảnh thấy rằng là nhổ răng thì thật sự mà nói là không có đau. Vì biết sao không? Tại vì trước khi người ta nhổ răng thì người ta đã chích thuốc tê rồi, cho nên nó đau là cái lúc mình tiêm thuốc tê á, nhất là cái mũi kim đầu tiên á ha, cái mũi tiêm đầu tiên mình đâm vô một cái nó nghe cái sực một cái ha, thì cái lúc đó mình rất là đau. Nhưng mà sau khi mà lúc đó rồi mình cái miệng mình nó tê rồi, cái hàm mình nó tê rồi thì sẽ không có đau gì hết, và đến khi nhổ cũng không nghe đau luôn nha. Đối với những cái răng đơn giản thì nhổ rất là nhanh ha, nhổ chừng khoảng chừng 2-3 phút là nó đã xong rồi. Còn những cái răng phía trong á, những cái răng mà chân răng đồ nhiều thì những cái răng đó thì nhổ nó hơi lâu, tùy thuộc vào cái mức độ mà cái chân răng nó có thẳng hay là nó cong queo gì đó mọi người ha. Cho nên nói tóm lại là có rất là nhiều người sợ nhổ răng đồ này nọ đó, nhưng mà nhổ răng không có đau nha. Tại vì trước khi người ta nhổ là người ta tiêm thuốc tê rồi. Thứ hai nữa là cái quá trình nhổ răng nó diễn ra rất là nhanh. Cho nên nói tóm lại là trong cái lúc nhổ răng thì không có đau, mà nó chỉ đau lúc mà tiêm thuốc tê và sau đó thôi. Sau khi mà hết thuốc tê đó thì mình sẽ bị đau nha. Và khi đó thì mình cũng có thuốc hỗ trợ là thuốc giảm đau đó mọi người. Thuốc giảm đau thì nó sẽ không có đau nữa nha. Và cái thời gian mà niềng răng trung bình á, thì chỉ cảm thấy rằng là tầm khoảng 1 năm rưỡi cho tới 3 năm nha, tùy thuộc vào cái mức độ khó, tùy thuộc vào cái mức độ lệch lạc, cũng như là tùy thuộc vào cái độ tuổi khi mà mọi người niềng răng á. Giống như mọi người niềng càng sớm á, cái lúc đó thì hàm của mình nó vẫn còn mềm á, cho nên mình niềng rất là nhanh, khoảng 16 17 tuổi rồi đó. Mà nếu như mọi người thấy con của mình nó có cái vấn đề về răng thì nên cho đi niềng nha, tại vì niềng cái giai đoạn đó rất là nhanh, tầm khoảng 1 năm rưỡi đến 2 năm là nó đã xong rồi ha. Thông thường cô chú anh chị ngại đi niềng răng á là không phải là ngại đau hoặc là ngại tốn tiền, mà mọi người ngại nhất là cái thời gian á. Mọi người thấy nghe 2-3 năm mọi người thấy nó lâu quá, cho nên rất là nhiều người đã chọn cách đi bọc sứ á, cho nó nhanh á. Chắc chắn cái răng thật của mình thì nó sẽ không có hoàn hảo, nó không có trắng giống như răng sứ được, nhưng mà cái răng của mình á thì nó phải có một cái vài cái khuyết điểm nhỏ gì đó thì nó mới tạo nên một cái sự khác biệt. Mọi người khi mọi người cười lên á ha, thông thường mình cười lên mà cái người đó mình thấy cười có duyên á, có nghĩa là họ có một cái điểm gì đó đặc biệt. Và bình thường với những cái người mà có cái hàm răng thiệt đó thì họ cười rất là duyên, cái nụ cười rất là tự nhiên, rất là duyên đó mọi người. Mặc dù thì cái răng thật có thể là nó có một vài khuyết điểm, nhưng mà một vài khuyết điểm đó nó mới tạo nên một cái sự khác biệt. Chứ bây giờ ai cũng gắn răng sứ, 10 người sứ y chang nhau, cười lên đều đặn y chang nhau lên, có những cái người cười ra toàn là thấy răng không mà trắng xác như vậy thì nó rất là giả tạo đó mọi người. Cho nên làm Chí Cảnh là một cái người theo đuổi cái phong cách
tự nhiên đó, cho nên là Chí Cảnh không có đi bọc xứ, mặc dù Chí Cảnh phải trải qua một cái quá trình niềng răng rất là khủng khiếp đó. Chí Cảnh phải trải qua 6 năm niềng răng đó mọi người, một cái khoảng thời gian dài đằng đẵng luôn đó, coi như là dành hết cả tuổi thanh xuân để đi niềng răng đó ha. Nhưng mà cuối cùng thì Chí Cảnh nhận cái kết quả rất là hài lòng, coi như là mọi sự nỗ lực của mình đều được đền đáp đó mọi người. Mọi người có thể nhìn cái hành trang của Chí Cảnh này nha. Đó, gân của em là gân thật 100% nha, không có gân xứ gì hết trơn nha mọi người nha. Đó, đó, nó rất là đều và đặc biệt nó rất là trắng luôn đó mọi người. Và sau khi mình niềng răng á thì mũi của mình á nó cũng có dấu hiệu cao hơn nữa, là tại vì mọi người biết sao không, không phải là mình niềng răng là cái mũi mình nó cao hơn, nhưng mà cái hàm của mình á nó gọn lại, có nghĩa là hồi xưa cái môi với cái hàm của mình á nó không có được ok la, nó bị nhô ra đó, cho nên cái mũi của mình á nó không có thấy cao. Nhưng mà sau khi mình niềng răng á thì cái hàm của mình á nó đã được chỉnh lại, cho nên là mọi người nhìn thấy không, ai cũng tưởng đâu là Chí Cảnh sửa mũi hết, nhưng mà thật sự là mũi Chí Cảnh là mũi tự nhiên, nhưng mà nhờ Chí Cảnh niềng răng á cho nên cái mũi của Chí Cảnh nó thấy có vẻ như nó cao hơn đó nha mọi người nha. Nhưng mà không phải ai niềng răng thì cái mũi cũng cao hơn, tại vì cái mũi của Chí Cảnh là nó đã cao sẵn rồi, nhưng mà nhờ công nghệ niềng răng thì nó giúp cho Chí Cảnh có cái hàm rộn, cho nên nhìn có vẻ nó cao hơn nha mọi người. Đặc biệt rằng khi mình niềng răng á thì cái gương mặt của mình á, cái hàm của mình đồ này nọ đó, nó cũng gọn hơn và đặc biệt nó rất là hoàn hảo và nó cũng không có bị lệch mặt nữa. Tại vì khi mình niềng răng á thì mình có thể nhai cả hai bên luôn. Đối với những cái người không có niềng răng hoặc là bị sâu răng á mà cứ có cái thói quen ngay một bên á thì mọi người đó sẽ bị lệch mặt nha. Cái chi phí niềng răng hiện tại là tầm khoảng 30 triệu trở lên nha, tùy thuộc vào cái tai nghề cũng như là cái quy mô của cái chỗ đó, cũng như là cái phương pháp mọi người lựa chọn cái phương pháp niềng răng là gì, cũng như là cái loại mắc cài mọi người chọn là cái gì nữa, thì nó giá nó dao động từ khoảng 30 triệu trở lên. Và hiện tại thì rất là nhiều nha khoa có cái chương trình là trả góp đó mọi người, có nghĩa là mình không phải trả một lần nữa mà mình trả từ từ á, thì rất là thuận tiện cho mọi người. Chí Cảnh bắt đầu niềng răng năm Chí Cảnh 30 mấy tuổi á, có nghĩa là nó đã quá tuổi rồi đó, nó đã quá già rồi đó. Chí Cảnh sinh ra trong một cái gia đình rất là nghèo, cho nên không có điều kiện niềng răng từ nhỏ, với lại giống như kiểu ba mẹ cũng không có quan tâm tới cái chuyện răng cỏ như thế nào nữa đó mọi người. Hồi trước á là Chí Cảnh có một cái răng khểnh giống như là của Ngô Kiến Quy vậy đó, cho nên cái mặt của Chí Cảnh hồi trước lúc mà Chí Cảnh niềng răng nha, cười lên y chang như Ngô Kiến Quy luôn á. Có nghĩa là người ngoài khi mà người ta nhìn Chí Cảnh á, người ta thấy Chí Cảnh cười lên thì người ta rất là khen, người ta nói là có duyên, răng khểnh có duyên. Nhưng mà bản thân của mình biết là nó có rất là nhiều cái khuyết điểm cũng như là rất là nhiều cái sự bất tiện trong cái việc vệ sinh đó mọi người. Tại vì một cái cây nó chìa ra, một cây nó hóp vô như vậy thì mình đánh răng nó không có dễ dàng đâu mọi người. Rồi nó bị tùm lum thứ hết trơn, nó bị lệch khớp rồi nữa. Đó là lý do Chí Cảnh quyết tâm là khi nào mình làm mình có tiền thì mình sẽ đi niềng răng, bởi vì Chí Cảnh rất là thích một cái hàm răng đều đặn đó mọi người. Đó, cho nên đến cái lúc mà 30 mấy tuổi đó, lúc đó thì Chí Cảnh mới có tiền để đi niềng răng, và lúc đó là Chí Cảnh cũng chọn cái phương pháp trả góp đó, trả từ từ đó ha. Nhưng mà tại vì đã quá già rồi cho nên là niềng rất là khó khăn, niềng tới 6 năm lần đó mọi người, cho nên là đó là cả một cái sự mà đánh đổi rất là nhiều luôn đó, cả máu rồi cả nước mắt rồi cả thời gian rồi rất là nhiều cái luôn đó. Trước khi mà Chí Cảnh niềng răng á thì thật sự mà nói đó thì Chí Cảnh không có đến nỗi quá xấu, nhưng mà sau khi mà Chí Cảnh niềng răng đó, cái lúc đầu tiên đó trời ơi nó xấu dữ lắm mọi người. Cái môi của mình nó đưa ra rồi nó bị hóp má, nó kinh thiên động địa lắm, nó xấu dữ lắm. Xấu trời ơi, trong vòng 6 năm là Chí Cảnh không có chụp một bôi hình nào luôn đó, có nghĩa là nó quá xấu là không có dám chụp hình, không có dám đăng hình luôn trong suốt 6 năm luôn đó mọi người. Sau khi mà Chí Cảnh đi niềng răng 1 năm nha là Chí Cảnh bị bồ bỏ, tại vì quá xấu, nó quá gớm rồi. Nó nhìn mình là nó không thể chấp nhận được luôn, tại vì trước đó đó thì mình cũng có duyên, mình cười lên cũng có duyên, rồi kiểu nó dẫn mình đi gặp bạn bè hay là đưa về ra mắt cha mẹ rồi đó thì người ta rất là thích, tại vì người ta nói là ô sao mà đẹp quá vậy đồ này nọ đó. Mà sau khi mà Chí Cảnh quyết định đi niềng răng á thì nó cũng dẫn Chí Cảnh đi mà giới thiệu bạn bè đồ, thì về nhà cái xong rồi bạn bè nhắn tin nó chỗ sao bồ mày thấy gớm quá, chỗ bồ mày ghê quá đồ đó, rồi nó nản rồi nó bỏ luôn đó mấy má. Có nghĩa là phải đánh đổi rất là nhiều thứ đó, cả kể cả tình yêu đồ này nọ là bị bay màu luôn đó mẹ nha. Cho nên là mọi người phải chuẩn bị cái tâm lý nha, tại vì khi mình niềng răng là mình sẽ rất là xấu đó, rồi mình sẽ rất là khó khăn trong cái việc ăn uống đó, tại vì á nó rất là ê, nhất là cái khoảng thời gian đầu đó, trong mấy tháng đầu là Chí Cảnh không có ăn được cái gì luôn đó mọi người. Nó rất là ê, nó ê kinh khủng, và mình
mình không ngủ được luôn. Trong cái lúc mà Chí Cảnh niềng răng là Chí Cảnh mới bắt đầu bị trầm cảm đó, tại vì không có ngủ được, nó rất là nhức, nó nhức dữ lắm luôn. Rồi thêm nữa là mình bị xấu đó mọi người, rồi mình bị tự ti, rồi mình bị bồ bỏ nữa, rồi đủ thứ chuyện nó dồn vô đó là Chí Cảnh bị trầm cảm luôn đó. Cho nên cái nguyên nhân Chí Cảnh bị trầm cảm là cũng do niềng răng mà ra đó, tại vì niềng răng xong rồi quá xấu, xấu xong rồi bị bồ bỏ xong rồi bị thất tình xong rồi mất ngủ xong rồi bị trầm cảm luôn đó. Và một số lưu ý khi mà mọi người quyết định đi niềng răng, đầu tiên là phải tìm một bác sĩ thật là giỏi nha, tại vì niềng răng nó rất là dễ bị hư nha, rất là dễ bị fail quá. Nếu như mà không gặp được một bác sĩ giỏi á thì mình sẽ bị hư hao, rồi mình bị tùm lum thứ hết trơn á, không phải ai niềng cũng thành công đâu. Cho nên cái đầu tiên là phải tìm một bác sĩ thật sự giỏi và có tâm là đầu tiên. Cái thứ hai, trong quá trình niềng răng là phải vệ sinh răng rất là kỹ nha, tại vì nó rất là dễ bị sâu răng rồi này nọ đó, tại vì gắn mắc cài tùm lum khí cụ thì mình sẽ không có đánh răng được đó. Thì mọi người phải chăm sóc răng miệng rất là kỹ. Mọi người có thể mua cái tăm nước đó. Cái tăm nước đó có nghĩa là mình ăn đồ ăn vô cái mình lấy cái tăm đó mình xịt một cái là nó sẽ bay ra hết. Tiếp tục là mọi người có thể mua cái bàn chải điện để mình có thể đánh răng cho nó dễ dàng. Đồng thời mọi người phải tìm một cái kem đánh răng thật sự có chất lượng á, và cái kem đánh răng đó thì Chí Cảnh có bán nha. Đây là kem đánh răng Red của Mỹ, nó rất là trắng, đặc biệt rằng là nó chống mảng bám đó mọi người, và nó cũng ngăn ngừa sâu răng, tại vì nó có cái hàm lượng clo đạt tiêu chuẩn quốc tế á, tiêu chuẩn của Mỹ á. Cái kem đánh răng này đánh vào nó rất là trắng, đặc biệt nó rất là thơm tho và nó không có bị mảng bám nhiều nha. Cái kem đánh răng này có giá là 270.000 nha cô chú anh chị nha. Cái này là kem đánh răng của Mỹ đó, cho nên là ngày xưa cái răng của Chí Cảnh nó vàng dữ lắm mọi người, nó vừa vàng mà nó khập khiễng, nó thấy ghê lắm. Bây giờ mọi người có thấy cái hàm răng của Chí Cảnh nó quá ok la không? Đó, bây giờ cái hàm răng của Chí Cảnh nó rất là đều, nó rất là trắng.